Trong một câu lạc bộ thể thao ở phía bắc Moscow, Nga, 70 người đang học các kỹ năng quân sự cơ bản. Cuộc xung đột với Đức láng giềng Ukraine đã tạo động lực cho họ đăng ký tham gia lớp học miễn phí do ông Ilya Shatrikov mở ra. Ông từng là đại úy thuộc một đơn vị đặc nhiệm của FSB, nằm trong số những lực lượng đặc biệt tinh nhuệ nhất của Nga từng được triển khai tại các khu vực xung đột như Chechnya. Chúng tôi không chơi đồ chơi ở đây. Đây chắc chắn không phải chuyện chơi game Counter-Strike. Chỉ có một lý do là khi những đám mây đen bão tố bao phủ nước Nga thì người dân Nga sẽ đoàn kết lại. Tôi đang không nói đến tình hình hiện tại mà chỉ nói chung chung thôi. Những lớp học như vậy từng được mở ra ở thời Xô Viết để dạy những điều cơ bản cho mọi người. Ở đây chúng tôi dạy thêm một chút bên ngoài những kiến thức cơ bản để họ mở rộng thêm hiểu biết. 6 người trong khóa học của tôi đã được huy động rồi. Sau 8 buổi học, họ đã sẵn sàng từ trước, nhưng khóa đào tạo đã tạo động lực cho hơn thêm một chút. Có thể nói như vậy. Bởi vì những người đến đây đều có cùng suy nghĩ. Đã 9 tháng kể từ khi Nga đưa quân vào Ukraine vào cuối tháng 2. Điện Kremlin nói đây là chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít mới. Mỹ và các đồng minh phương Tây đã lên án chiến dịch này. Trong khi đó, những cuộc khảo sát về cuộc xung đột cho thấy phần lớn người Nga ủng hộ chiến dịch. Như bạn có thể thấy thì ở đây chúng tôi đang huấn luyện tác chiến đô thị. Với chúng tôi, những người không phục vụ cho quân đội thì đây là kỹ năng hữu ích. Chúng tôi cần bảo vệ gia đình mình trong thành phố hoặc nếu chúng tôi được cử ra mặt trận để bảo vệ Tổ quốc. Nhưng khác với Vladimir, một số thanh niên khác ở Nga, đặc biệt là cư dân ở các thành phố lớn, ít ủng hộ chiến tranh hơn và hoài nghi về những câu chuyện được kể trên truyền hình nhà nước. Hàng vạn người trong độ tuổi nghĩa vụ đã rời Nga để tránh nhập ngũ. Trở lại câu lạc bộ huấn luyện quân sự được thành lập vào năm 2011, các học viên cùng chí hướng tiếp tục huấn luyện chiến đấu và sơ cứu, chẳng hạn như Ksenia, 30 tuổi. Tôi không muốn nói về chính trị, mọi người đều có quan điểm riêng. Tôi chỉ quan tâm đến việc học hỏi thêm kinh nghiệm, và nếu bạn trai của tôi được cử ra tiền tuyến, tôi sẽ đi cùng anh ấy. Có thể họ sẽ không đưa cho tôi một khẩu súng trường tự động, nhưng tôi có thể đi làm nhân viên y tế và tình nguyện viên. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên,